Thi Thiên 119, từ câu 89 đến câu 176. Lạy Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời. Sự thành tín Chúa trường tồn từ đời này qua đời kia. Chúa đã lập quả đất và nó luôn vững bền. Theo phán quyết của Chúa, các điều đó còn đứng vững đến hôm nay, vì muôn vật đều là đầy tớ Ngài. Nếu luật pháp Chúa không phải là điều con yêu thích, thì con đã bị tiêu diệt trong cơn hoạn nạn rồi. Con chẳng hề quên kỷ cương của Chúa, vì nhờ đó Chúa làm cho con được sống. Con thuộc về Chúa, xin cứu con, vì con tìm kiếm kỷ cương của Ngài. Kẻ ác rình rập để giết con, nhưng con chú tâm vào các chứng ước Chúa. Con đã thấy mọi vật toàn hảo đều có điểm tận cùng, nhưng luật pháp Chúa là vô cùng, vô tận. Con yêu mến luật pháp Chúa biết bao, trọn ngày con suy ngẫm luật pháp ấy. Các điều răn Chúa làm cho con khôn ngoan hơn kẻ thù con, vì các điều răn ấy ở cùng con luôn luôn. Con thấu hiểu hơn tất cả những người dạy con, vì con suy ngẫm các chứng ước Chúa. Con thông hiểu hơn các bậc lão thành, vì con tuân giữ kỷ cương của Chúa. Con giữ chân con tránh mọi đường tà, để con tuân theo lời của Chúa. Con không xê bỏ các phán quyết Chúa, vì Chúa đã dạy dỗ con. Lời Chúa ngọt hồng con dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng con. Nhờ kỷ cương Chúa, con được thông sáng. Vì vậy con ghét mọi đường giả dối. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con. Con đã thề và cam kết rằng con sẽ giữ các phán quyết công chính của Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, con bị khốn khổ tột cùng, xin làm cho con được sống như lời của Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, xin chấp nhận tế lễ tự nguyện bằng lời ca ngợi của con và dạy dỗ con các phán quyết của Ngài. Mạng sống con luôn đối diện với hiểm nguy, nhưng con không quên luật pháp Chúa. Kẻ ác gài bẫy hại con, nhưng con không lìa bỏ kỷ cương Chúa. Chứng ước Chúa là cơ nghiệp đời đời của con, vì chứng ước ấy là niềm vui của lòng con. Con chuyên tâm làm theo luật lệ Chúa mãi mãi và cho đến cuối cùng. Con ghét những kẻ hai lòng, nhưng yêu mến luật pháp của Chúa. Chúa là nơi ẩn náu và cái khiên của con. Con hy vọng nơi lời Chúa. Này kẻ làm ác, hãy lìa khỏi ta, để ta tuân giữ điều răn của Đức Chúa Trời. Xin Chúa nâng đỡ con theo lời Chúa hứa để con được sống. Xin đừng để con bị hổ thẹn khi con đặt hy vọng nơi Ngài. Xin nâng đỡ con và ban bình an cho con, để con luôn chú tâm về các luật lệ Chúa. Chúa từ chối những kẻ đi sai lạc luật lệ Chúa, vì thói lừa dối của chúng chỉ vô ích mà thôi. Chúa loại bỏ kẻ ác khỏi thế gian như cặn bã. Vì thế, con yêu mến các chứng ước của Chúa. Da thịt con rợn ốc vì sợ hãi Chúa, cũng run sợ trước sự phán xét của Ngài. Con đã làm điều ngay thẳng và công chính. Xin đừng phó con cho kẻ áp bức con. Xin Chúa bảo đảm hạnh phúc cho đầy tớ Ngài. Xin đừng để kẻ kiêu ngạo áp bức con. Mắt con mòn mỏi trong đời sự cứu rỗi và lời công chính của Chúa. Xin đãi đầy tớ Chúa theo lòng nhân từ Ngài và dạy con các luật lệ Ngài. Con là đầy tớ Chúa, xin ban cho con sự thông sáng để con thông hiểu các chứng ước của Ngài. Thời điểm mà Đức Giê-hô-va phải hành động đã đến, vì loài người đã phá bỏ luật pháp Ngài. Con yêu mến điều răn Chúa hơn vàng, thậm chí hơn cả vàng ròng. Thật vậy, con nhận biết tất cả kỷ cương của Chúa về muôn vật là đúng, và con ghét mọi đường lối giả dối. Chứng ước Chúa thật diệu kỳ, cho nên lòng con giữ lấy. Sự giảng giải lời Chúa đem lại ánh sáng, ban sự thông hiểu cho người thật thà. Con mở miệng và khát khao vì mong ước điều răn của Chúa. Xin Chúa đối trông và thương xót con, như Ngài vẫn thường làm đối với những người yêu mến danh Chúa. Xin gìn giữ chân con vững bước trong lời Chúa, đừng để điều ác cai trị con. Xin cứu con khỏi sự áp bức của loài người,
để con vâng giữ các kỷ cương Chúa. Xin khiến mặt Chúa soi sáng trên đầy tớ Chúa và dạy con các luật lệ Ngài. Nước mắt con tuôn ra như suối vì người ta không vâng giữ luật pháp Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là công chính, sự phán xét của Ngài là ngay thẳng. Chúa ban chứng ước của Ngài trong sự công chính và thành tín. Lòng sốt sắng làm con bị tiêu hao vì kẻ áp bức con đã quên lời Chúa. Lời Chúa rất tinh tuyền nên đầy tớ Chúa yêu mến lời ấy. Con nhỏ bé bị khinh khi nhưng con không quên các kỷ cương Chúa. Sự công chính của Chúa là sự công chính đời đời. Luật pháp Chúa là chân thật. Dù gian truân và sầu khổ đổ trên con vẫn yêu thích các điều răn Chúa. Chứng ước Chúa là công chính đời đời. Xin ban cho con sự thông hiểu để con được sống. Lạy Đức Giê-hô-va, con hết lòng kêu cầu Ngài, xin đáp lời con. Con sẽ vâng giữ luật lệ Ngài. Con kêu cầu Chúa, xin cứu con, thì con sẽ giữ các chứng ước Ngài. Con thức trước đàn đông và kêu cầu. Con hy vọng nơi lời Chúa. Suốt các canh đêm, mắt con mở ra để suy ngẫm lời Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va, xin nghe tiếng con tùy theo lòng nhân từ Ngài. Xin cho con được sống tùy theo phán quyết Ngài. Những kẻ có mưu đồ độc ác đến bắt hại con, chúng sống xa luật pháp của Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài luôn ở gần con và các điều răn Ngài là chân thật. Từ xưa, qua chứng ước Chúa, con biết rõ Ngài lập các điều răn ấy cho đến đời đời. Xin Chúa đối xem nỗi khốn khổ của con và giải cứu con, vì con không quên luật pháp của Ngài. Xin Chúa bênh vực lý lẽ con và cứu chuộc con, cũng khiến con được sống theo lời Chúa hứa. Sự cứu rỗi cách xa kẻ ác, vì chúng không tìm kiếm các luật lệ Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, lòng thương xót Ngài thật bao la. Xin khiến con được sống tùy theo luật lệ Ngài. Kẻ bắt bớ và thù địch của con thật nhiều, nhưng con không xây bỏ các chứng ước Chúa. Con thấy bọn phản bội và ghê tởm chúng vì chúng không vâng giữ lời Chúa. Xin Chúa thấy lòng con yêu mến kỷ cương Chúa biết bao. Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho con được sống tùy theo lòng nhân từ Ngài. Toàn bộ lời Chúa là chân thật. Các phán quyết công chính của Chúa còn đến đời đời. Các vua Chúa bắt bớ con vô cớ, nhưng lòng con kính sợ lời Ngài. Con vui vẻ về lời Chúa giống như người thu được nhiều chiến lợi phẩm. Con chán ghét và kinh tởm điều dối trá, nhưng con yêu mến luật pháp Chúa. Mỗi ngày con ca ngợi Chúa 7 lần về các luật lệ công chính của Ngài. Người nào yêu mến luật pháp Chúa được bình an vô sự, chẳng có điều gì làm cho họ vấp ngã. Lạy Đức Giê-hô-va, con hy vọng nơi sự cứu rỗi của Ngài và con làm theo các điều răn Ngài. Linh hồn con vâng giữ các chứng ước Chúa. Con yêu mến các chứng ước ấy vô cùng. Con vâng giữ kỷ cương và chứng ước Chúa vì mọi đường lối con đều bày tỏ trước mặt Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, nguyện tiếng kêu cầu của con thấu đến Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng theo lời Chúa hứa. Nguyện lời cầu khẩn con thấu đến trước mặt Chúa. Xin dạy cứu con tùy theo lời Ngài. Nguyện môi miệng con tuôn trào lời ca ngợi vì Chúa dạy con các luật lệ Ngài. Nguyện lưỡi con ca tụng về lời Chúa vì tất cả điều răn Ngài là công chính. Nguyện tay Chúa phù hộ con vì con đã chọn đi theo các kỷ cương Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va, con mong ước sự cứu rỗi của Chúa và con yêu thích luật pháp của Ngài. Nguyện linh hồn con được sống để ca ngợi Chúa. Xin các phán quyết của Ngài giúp đỡ con. Con lầm đường như chiên lạc lối. Xin Chúa tìm kiếm đầy tớ Ngài vì con không quên điều răn của Ngài. Giăng thứ nhất chương 4. Thưa anh em yêu dấu, đừng tin tất cả các thần, nhưng hãy thử xem các thần đó có phải đến từ Đức Chúa Trời không. Vì có nhiều kẻ tiên tri giả đã xuất hiện trong thế gian. Bởi điều này, anh em nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
Thần linh nào thừa nhận Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thân xác thì thần linh đó đến từ Đức Chúa Trời. Thần linh nào không thừa nhận như thế về Đức Chúa Giêsu thì không phải đến từ Đức Chúa Trời. Đó là thần linh của kẻ chống Đấng Christ mà anh em nghe nói sắp đến và bây giờ đã ở trong thế gian rồi. Các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng. Vì Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian. Chúng thuộc về thế gian nên nói những việc thế gian và thế gian nghe chúng. Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Ai biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta. Còn ai không thuộc về Đức Chúa Trời thì không nghe chúng ta. Bởi điều này, chúng ta nhận biết được thần linh của chân lý và thần linh của sự sai lầm. Thưa anh em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Ai yêu thương thì sinh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời. Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ con ấy mà được sống. Tình yêu thương ở trong điều này không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta. Thưa anh em yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và tình yêu thương của Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Bởi điều này, chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, vì Ngài đã ban Thánh Linh của Ngài cho chúng ta. Chúng tôi đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai con Ngài làm cứu Chúa của thế gian. Bất cứ ai xưng nhận Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ở trong người ấy và người ấy ở trong Đức Chúa Trời. Chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Ai ở trong tình yêu thương thì ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Bởi điều này, tình yêu thương được trọn vẹn trong chúng ta để chúng ta được vững tâm trong ngày phán xét. Vì ngày thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi. Vì sợ hãi có liên quan đến hình phạt, và ai sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu thương. Chúng ta yêu thương vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Nếu có ai nói, tôi yêu thương Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình, thì người ấy là kẻ nói dối. Vì người nào không yêu thương anh em mình thấy thì không thể yêu thương Đức Chúa Trời mà mình không thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này: ai yêu thương Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu thương anh em mình. Ê-xê-chi-ên chương 45. Khi các ngươi bắt thăm để chia xứ làm sản nghiệp, hãy lấy trước một phần đất mà dâng cho Đức Giê-hô-va, đó là phần đất thánh. Nó có chiều dài là 12.500 mét và chiều ngang là 5.000 mét. Toàn khu vực sẽ là thánh. Trên phần đất ấy, các ngươi hãy lấy một mảnh đất vuông để làm nơi thánh, chiều dài 250 mét, chiều ngang cũng 250 mét. Chung quanh mảnh đất ấy sẽ có một khoảng đất trống là 25 mét. Trong khu vực đất thánh đó, các ngươi hãy để riêng một khu đất có chiều dài 12.500 mét và chiều rộng 5.000 mét để làm nơi thánh, là nơi đất thánh tại đó. Đó sẽ là phần đất thánh của khu vực dành cho các thầy tế lễ, là người phục vụ nơi thánh và đến gần Đức Giê-hô-va để phục vụ Ngài. Đó sẽ là chỗ để xây nhà cho họ và một chỗ thánh cho nơi thánh. Một khu đất khác có chiều dài 12.500 mét, chiều ngang 5.000 mét sẽ thuộc về người Lê-vi. Những người này phục vụ trong đền thờ và được 20 thành. Bên cạnh phần đất thánh, các ngươi hãy lấy một phần đất có chiều ngang 2.500 mét và chiều dài là 12.500 mét để xây thành. Nó sẽ thuộc về cả nhà Israel. Vua được phần đất giới hạn bởi một bên là đất thánh và một bên là đất xây thành. Đất đó chạy về phía tây đến ranh giới phía tây của đất nước. Phía đông đến ranh giới phía đông của đất nước.
Chiều dài từ ranh giới phía đông đến ranh giới phía tây cũng bằng từ bộ tộc này đến bộ tộc kia. Đó sẽ là phần đất thuộc sở hữu của vua Israel. Các vua của ta sẽ không áp bức dân ta nữa, nhưng sẽ chia phần đất còn lại cho các bộ tộc Israel. Chúa Giê-hô-va phán: Hỡi các vua Israel, các ngươi làm như thế là đủ rồi. Hãy bỏ sự bạo hành và áp bức, hãy làm điều công minh, chính trực. Hãy ngừng cướp bóc tài sản của dân ta. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Hãy dùng những cái cân chính xác, cái ê-pha chính xác, cái bát chính xác. Cái ê-pha và cái bát phải có sức chứa bằng nhau. Cái bát chứa được 1/10 của Homer. Homer là tiêu chuẩn để đo lường. Một siết lơ bằng 20 gê-ra. 20 siết lơ cộng với 20 siết lơ cộng với 15 siết lơ là một min. Này là lễ vật mà các ngươi phải dâng: mỗi một hô me lúa mì lấy 1/6 ê pha, mỗi một hô me mạch nha lấy 1/6 ê pha. Còn về dầu được đông bằng bát, thì mỗi cô rơ lấy ra 1/10. Một cô rơ bằng 1 hô me hay 10 bát, vì 10 bát là 1 hô me. Trong những đồng cỏ tươi xanh của Israel, cứ 200 con chiên thì sẽ lấy 1 chiên con để làm tế lễ chay, tế lễ thiêu và tế lễ bình an mà chuộc tội cho dân chúng. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Tất cả dân trong xứ sẽ phải góp phần vào lễ vật dâng cho vua của Israel. Nhưng vua có bổn phận chuẩn bị những tế lễ thiêu, tế lễ chay và lễ quán trong các lễ hội, ngày trăng mới, ngày sa bát cùng mọi ngày lễ của nhà Israel. Vua sẽ dâng tế lễ chuộc tội, tế lễ chay, tế lễ thiêu và tế lễ bình an để chuộc tội cho nhà Israel. Chúa Giê-hô-va phán: Ngày mùng 1 tháng Giêng, con hãy lấy 1 con bò đực tơ không tì vết và thanh tẩy nơi thánh. Thầy tế lễ sẽ lấy huyết của sinh tế chuộc tội mà bôi lên các trụ cửa đền thờ, trên 4 góc rìa bàn thờ và trên các trụ cổng của sân trong. Ngày mùng 7 tháng ấy, con cũng làm giống như vậy cho những người vì vô ý hoặc ngu dại mà phạm tội. Như vậy, con sẽ làm lễ chuộc tội cho đền thờ. Ngày 14 tháng Giêng, các ngươi phải giữ lễ vượt qua. Các ngươi sẽ phải ăn bánh không men trong 7 ngày. Trong ngày ấy, vua sẽ vì mình và vì cả dân chúng trong xứ mà chuẩn bị 1 con bò đực làm tế lễ chuộc tội. Trong 7 ngày của kỳ lễ, mỗi ngày vua chuẩn bị 7 con bò đực và 7 con chiên đực không tì vết làm tế lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va trong 7 ngày. Và mỗi ngày 1 con dê đực làm tế lễ chuộc tội. Vua cũng thêm vào đó cứ mỗi con bò đực 1 ê-pha, mỗi con chiên đực 1 ê-pha. Mỗi ê-pha 1 hin dầu để làm tế lễ chay. Vào ngày rằm tháng 7 của kỳ lễ và suốt 7 ngày, vua cũng sẽ chuẩn bị tế lễ chuộc tội, tế lễ thiêu, tế lễ chay và dầu y như trước. Ê-xê-chi-ên, chương 46. Chúa Giê-hô-va phán: Cổng của sân trong hướng về phía đông sẽ đóng luôn trong 6 ngày làm việc, nhưng sẽ mở trong ngày sa bát và ngày trăng mới. Vua sẽ vào đó bằng cổng tiền sảnh và đứng gần trụ cổng trong khi các thầy tế lễ dâng tế lễ thiêu và tế lễ bình an. Vua sẽ cúi lại nơi lối vào của cổng rồi bước ra, nhưng cổng sẽ không đóng lại trước khi chiều tối. Vào những ngày sa bát và ngày trăng mới, dân chúng trong xứ sẽ thờ lại trước mặt Đức Giê-hô-va nơi lối vào cổng ấy. Tế lễ thiêu mà vua sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va trong ngày sa bát là 6 con chiên con không tì vết và 1 con chiên đực không tì vết. Tế lễ chay sẽ là 1 ê-pha bột dâng với con chiên đực. Còn tế lễ chay dâng với các chiên con thì vua muốn dâng bao nhiêu tùy sức, và cứ mỗi ê-pha bột kèm theo 1 hin dầu. Vào ngày trăng mới, vua sẽ dâng 1 con bò đực tơ không tì vết, 6 con chiên con và 1 con chiên đực cũng không tì vết. Về của lễ chay, vua sẽ dâng 1 ê-pha bột cùng với 1 con bò đực, 1 ê-pha bột cùng với con chiên đực. Còn về các chiên con thì vua dâng bao nhiêu tùy sức, và mỗi ê-pha bột kèm 1 hin dầu. Khi vua đi vào thì phải đi qua tiền sảnh của cổng và cũng sẽ đi ra theo đường ấy. Khi dân chúng trong xứ đến chầu trước mặt Đức Giê-hô-va trong các kỳ lễ hội, nếu ai đi vào bởi đường cổng phía bắc để thờ phượng thì sẽ đi ra bởi đường cổng phía nam. Còn ai đi vào bởi đường cổng phía nam
thì sẽ đi ra bởi đường cổng phía bắc. Không ai được trở ra bởi đường cổng mà mình đã vào, nhưng phải đi ra thẳng trước mặt mình. Vua sẽ đi vào cùng một lúc với dân chúng, và khi dân chúng đi ra thì vua cũng đi ra. Trong các lễ hội và các ngày lễ trọng thể, tế lễ chay sẽ là một epha bột dâng với con bò đực, một epha bột dâng với một con chiên đực. Còn về các chiên con thì vua muốn dâng bao nhiêu tùy sức, cứ một epha bột kèm theo một hin dầu. Khi vua dâng cho Đức Giê-hô-va một tế lễ tình nguyện, bất luận tế lễ thiêu hay tế lễ bình an, thì người ta sẽ mở cổng phía đông cho vua. Vua sẽ dâng tế lễ thiêu hay tế lễ bình an như vua đã dâng tế lễ ấy trong ngày Sa-bát. Sau đó vua đi ra, và khi đã đi ra rồi thì cổng phải được đóng lại. Mỗi ngày vua phải dâng cho Đức Giê-hô-va một con chiên con một tuổi không tì vết vào mỗi buổi sáng. Mỗi buổi sáng vua phải dâng chiên con ấy với 1/6 epha bột, kèm theo 1/3 hin dầu để hòa với bột. Tế lễ chay dâng cho Đức Giê-hô-va hàng ngày là luật lệ đời đời. Tất cả những buổi sáng người ta sẽ dâng chiên con, tế lễ chay và dầu làm tế lễ thiêu hàng ngày. Chúa Giê-hô-va phán: khi vua lấy vật gì từ trong tài sản vua mà ban cho một trong các con trai mình, thì vật ấy sẽ thuộc các con trai vua. Đó là tài sản của chúng do quyền thừa kế. Nhưng nếu vua lấy vật gì trong tài sản vua mà ban cho một trong các đầy tớ mình, thì vật ấy sẽ thuộc về người đầy tớ cho đến năm phóng thích. Sau đó vật ấy sẽ trở về với vua. Tài sản của vua thì phải thuộc về các con trai của vua. Vua không được lấy bất cứ vật gì thuộc về tài sản của dân chúng và đuổi họ khỏi cơ nghiệp của họ. Vua sẽ lấy của riêng mình mà ban cho các con trai mình làm tài sản, để không một ai trong dân ta bị mất tài sản của mình. Sau đó, người ấy dẫn tôi qua cửa kề bên cổng và dắt tôi vào các phòng thánh của các thầy tế lễ hướng về phía bắc. Và này, tại đó có một chỗ nơi tận cùng về phía tây. Người ấy nói với tôi: đó là nơi các thầy tế lễ nấu những tế lễ chuộc tội và chuộc sự mắc lỗi, cùng hấp những tế lễ chay để không đem ra sân ngoài và làm cho dân chúng nên thánh chăng. Rồi người ấy đem tôi ra sân ngoài và dẫn tôi đến 4 góc sân. Này, mỗi góc sân có một cái sân nhỏ. Nơi 4 góc sân có những sân nhỏ bao quanh dài 20 mét và rộng 15 mét. Tất cả 4 sân ở 4 góc đều có kích thước bằng nhau. Có một bức tường bao lấy 4 cái sân ấy, và chung quanh dưới chân tường có những bếp lửa. Người ấy bảo tôi rằng đây là những nhà bếp, là nơi những người phục vụ trong đền thờ nấu thịt các sinh tế của dân chúng.